Ông, minh chứng rõ nhất là cơn sốt Tesla chưa hề nguội khi người ta vẫn háo hức kỳ vọng và đầu tư vào tương lai mà Elon Musk nghĩ tới cho thế giới công nghệ. Vâng, thưa quý vị, trong khi nhiều địa phương hồi phục du lịch một phần nhờ khách du lịch trong nước, thì tại Thành phố Hồ Chí Minh du lịch vẫn vắng vẻ bởi vắng khách quốc tế. Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh ước tính tổng doanh thu du lịch trong 6 tháng đầu năm của thành phố giảm khoảng 1 phần 2 so với năm ngoái. Không chỉ khách sạn, những con phố chuyên phục vụ khách du lịch được mệnh danh là con phố 5 sao lại chứng kiến vẻ điều hưu, sơ xác hơn rất nhiều. Sắp xuất hiện vào tháng 4 năm